Rồi sẵn có lại không? À, gì nó nói gì em thôi. Cười quá rồi đi ra rồi. Có cái phản thờ à. Quét quét. 9 giờ. 9 giờ. 19 giờ nữa. Thôi đi. Lo việc này không? Thank you.
có mấy người bận nhưng mà em không có bận, thì ra tôi sẽ cho bà khóc cho